nay mình sẽ biểu diễn cho các bạn một sợ đoản của mình. Thì mình thì có sợ đoản về ảo thuật. Như các bạn đã biết, bài là một công cụ vừa để giải trí, cũng để ăn tiền của khá nhiều người. Thì các bạn nhìn cho kỹ, đây là một bộ bài hết sức rất bình thường, đầy đủ 52 lá. Tôi thì không có người trợ giúp nên sẽ làm một mình. Thì nãy giờ chọn cũng nhiều rồi, các bạn chọn bài bao nhiêu thì ý. Và tôi sẽ rút ra trong đây một lá bài ngẫu nhiên. Và tôi không hề biết lá bài này lá bài gì. Các bạn nhìn cho kỹ đây là gì nhá. Nhớ nhá. Giờ tôi sẽ đặt nó lại trong bộ bài. Thì cũng theo cách cũ, bạn chọn lại bao nhiêu tỷ để xóa dấu đi vị trí bạn hồi nãy bạn đặt. Bây giờ chỉ cần bàn tay của tôi sẽ vuốt nó lên lá bài lúc nãy. Không biết có phải lá lúc nãy không các bạn? À, tôi xem nó cái này. 10 bích. Thì tôi làm thêm, tôi bỏ lá bài nó đi. Giờ tôi làm thêm cho các bạn thêm một lượt nữa. Cũng rút ra một lá bài ngẫu nhiên. Và các bạn cứ xem và nhớ nó. Tôi không hề biết nó là lá gì. Giờ tôi đặt nó lại trong bộ bài. Vẫn là cách cũ, chọn bài. Sau đó có phải lá lúc nãy không các bạn? Tôi coi nó cái ngạc 7 chuồng. Xong tiết mục của mình rồi đó.